hai thông một và sang trái vãn vườn. Đấy, được cái bán thì chở ngay vào trong đây độ 200m thôi. 6 à? 16. Anh à 16 à? Được đấy nhỉ. 16 triệu anh em ạ, à, phải lao vào sẽ cây 16 mét. Lao vào cây 16. Hôm nay phải chật chội quá nhỉ. Ui, lá non này. Cái lá roi này về thơm lắm. Sẽ... À. Anh em cô bác anh chị nhìn này, thợ săn bắt đầu ra này. Đấy, thợ săn gọi là nữ quái của thợ vận chợ Vạn Phúc này, nữ đại gia luôn đấy. Chỉ đi xe đạp săn cây thôi. Sáng giờ làm khoảng độ 3 chuyến rồi. Mua 3 chuyến cây bằng xe đạp trên những cái giỏ xe thôi. Cái này bao nhiêu? Cây này là của ông nào? Chủ quán là ông nào? Ra đây. Nó phòng tranh đấy nhỉ. Và chơi bóng dáng thì hết ý luôn. Người tuân nhưng mà chả biết bao tiền. Nắng này anh em ngồi trong uống nước. Giá chả buồn báo nữa anh em. Có mỗi mình lang thang ngoài này để giải quyết xong thì mình cũng lướt thôi. Té. Hôm nay có lẽ là không mua. Chưa thấy đối tượng. Mặc dù là rất nhiều cây hôm nay là cũng có một chút cảm xúc đấy. Ở cái thời điểm này mình cảm thấy nó không phù hợp với mình. Dành cho các anh em chăn nuôi thợ hay là đi kiếm cơm, chứ mình vừa chơi vừa nuôi mà nó dài hơi quá thì nó cũng khó thành cái tác phẩm được. Đấy. Khó thành tác phẩm. Vân mời Vân. Đấy, mua bê cái cây xanh của ông Nhạn đây này. 1 đồng. Sang bên kia thì bán khoảng độ 3 đến 5 đồng. Vẫn báo giá như ông Nhạn báo lúc cũ thôi. Cái hay của nó là vậy, qua tay rồi vẫn báo giá như cũ. Đúng rồi, về không ra nữa đâu. Về nó đừng có ra nữa. Thế mà ra từ sáng giờ 3-4 lần. Anh à, hôm nay hoa trái đầy đủ nhỉ. Bên ngâu, bên roi. Ồ, à đấy đúng rồi, đang mua quả. Thôi nhỉ, cây đấy bao tiền? 6 à? Anh à, 16 à? Được đấy nhỉ. 16 triệu anh em ạ, à, phải lao vào sẽ cây 16 mắt. Lao vào cây 16. Hôm nay phải chật chội quá nhỉ. Ui, lá non này. Cái lá roi này về thơm lắm. Sẽ... À, để xem từ chân đây. Bỏ cái lá này ra. Cũng thuần chậu lâu năm rồi đấy. Nhìn cái rễ của nó nhẵn thín lên đây này. Chả biết đường nét nó như thế nào. Đang hơi bị rậm lá. Công nhận. Nhà em có cây to tướng là sao mà. Đây, quả này sắp chín đấy. 1, 2, 3, 4, 5 quả, 6 quả. Hiện tại đang còn 6 quả. Đang còn 6 quả. 6 quả 16 triệu. Đấy, mời anh em. Quay từ dưới lên thì anh em hình dung của cái
thì dáng của nó dễ hơn, chứ bên trên nó nhiều lá lắm. Nôm na là một cây thác đổ, thác đổ mà hệ quả có quả thì tuyệt vời luôn. Cái lúc mà cây này nó có hoa cũng đẹp lắm, cái hoa nó đẹp, cái hoa của nó hiểu như tú cầu đẹp, xanh mướt nha. Mướt bừng bừng. Mỗi lần đấy, về cái lá này thơm gì. Đấy, ở chậu này. Đây là con của cháu cao. Ừ. Bán đổ mét. Được đấy, 16 triệu. Bình Nguyệt. Nguyệt đang quảng cáo đấy. Ừ, ngâu thế. Ngâu thế. Ừ. Chật quá nhỉ. Xem nào. Từ đã để xem cái đường chạy của nó phát xem nào. Mùa này chơi ngâu thì đẳng cấp rồi, ngâu gốc trà. Ừ. Cái này là bao nhiêu tiền nhỉ? 10 triệu anh em, 10 triệu. Liên hệ 09 bao nhiêu nhỉ? 0988 179 886. Ui giời, ok bán rồi. Lên xe à? Đấy, chở đi đâu đây? Chở đi đâu không biết. À bà Vững à? À, thợ săn thành phố. Ây à, chơi một đôi luôn. Đấy, và chốt một câu ta không quay lại nữa đâu, là phải bán ngay. Buôn lại gặp con buôn là được đấy nhà. Ôi đấy, có tí nước vào dễ xem hẳn nhỉ. Hai mươi lăm đấy đúng không nhỉ? 25 củ. Ngồi lên đây chơi thoải mái nhé. Không hề gãy đâu. Đấy, anh em xem. Sung nhiều quả đấy. Sung của nhà đi à? Nhiều quả ghê nhỉ. Cái mua bao tiền một cây? 1,2 triệu một đôi à? Đấy, quá rẻ. Quả uy tín luôn. Cây này là con cây trực núi, còn một cây thì quái. Đấy, nhiều quả ngay cơ mà. Chơi ngay. Được đấy. Kinh. Làm chuyến 3 cây và cho quả bảo vững. Hai thông một và xăm trái. Vãn vườn. Đấy, được cái bán thì chở ngay vào trong đây độ 200m thôi. Nhàn tênh. Và sau này xem nào. Này xe của Toàn đâu nhỉ? Không. Ba đây. Đấy. Cốt vách thế này cơ mà. Kinh ấy. Ừ. Dạ. Tiếp hết mẹ đến con luôn. Đấy. Đẳng cấp đấy, đà. Lâu lắm mới thấy cây đà. Đà lồng búp đẹp. Cây đà này bao nhiêu anh Khang nhỉ?
Ui, rẻ thế. 12 triệu anh ạ. Không nghe nhầm đâu. Chả mấy khi gặp đa đâu. Rất khủng luôn. Du em vào đời. Bảo là mồi chài thế mà khách vẫn cứ ấy nhỉ. Vừa đẹp dai vừa hết cỡ luôn mà không vừa đẹp dai vừa dài này lại có đồ dị này mà. Anh phải mời này. Em mời cái đẹp lắm. Mời khuyên mà không bật được anh. Rất giỏi. Tốt đây. Con này. Đây này này. Anh có một nha. Đầu bếp nha. Mang trứng nha. Hay đấy nhỉ. Tự nhiên này thấy nhột nhột. Hạnh đây. Hoa đây. Lung linh luôn. À đây cây được của toàn cái gì nữa. Xịt mạnh, buôn bán nó phải thế, đúng không? Xịt. Cái chơi bài. Ok anh ơi. Mua cây là được tặng cả tiền đấy. Ok đấy. Đấy. Ôi à, cây này là cây trà Phúc Kiến này. Hay quá nhỉ. Hết ý. Trà mà lại để bàn trà thì còn gì bằng. Đang rất nhiều hoa luôn. Hoa quả. Cây này là bao nhiêu nhỉ? 3,7 triệu. Hoa này. Hoa đấy. Đồ để bàn trà mà lại có hoa mà tên cũng là trà. Còn gì bằng. Khéo cây này là không biết gọi là trà nhưng mà không biết là có cái lá của nó ăn được ăn hay uống được thành trà không. Hoa bông đang nở này. Trắng. Đẹp. Hôm nay là ấn tượng với quả roi với quả ngâu đấy. Với cây đa rẻ.